Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, thì sau 2 tháng hôm nay rễ nó ra nhiều lắm rồi các bạn. Đây nè. Đó, các bạn thấy mình chiết là 7 nhánh chiết nè. Hôm nay là rễ nó ra. Hôm nay là hàng nhánh chiết được rồi các bạn ơi. Đó, cái nào cái đó rễ nó cũng ra quá chừng luôn rồi nè. Không có chỗ để xoay luôn. Nè, rễ nè. Cái này giờ hà nhánh chiết được rồi các bạn ạ. Đó, thì cái cây này các bạn thấy là mình cũng quay nó nhiều rồi. Mình nói hoa nó ra là nụ nó nối nụ luôn đó các bạn. Đó, thì hôm mà trước đây, cách đây 2 tháng thì các bạn thấy là lúc mà mình bắt đầu mình chiết nó thì hoa nó cũng nhiều lắm nha các bạn nhé. Thì hôm nó được 1 tháng mình quay lại cho các bạn xem thì hoa nó bắt đầu ra đợt nữa quá chừng luôn. Rồi, cho đến ngày hôm nay cũng vẫn chưa tàn, những cái ra sau là hôm nay nó vẫn chưa tàn nè. Còn cái này là mới ra nữa nè các bạn thấy không. Đó, nụ nó mới ra, hoa nó mới chưa tàn là nụ nó này nối tiếp nè. Đây là cái này các bạn thấy là hoa nó vừa tàn. Nhưng mà cái này là chuẩn bị nụ nó này ra đó các bạn. Đó, các bạn thấy nè, mình đếm đâu hình như cũng 10 cái 9 nụ nữa đó. 9 cái tim nụ nữa đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây 2 cái nữa nè. 8, 9. Đó, mà bây giờ mình mà hà nhánh chiết cái là cái dàn hoa này coi như là bỏ hết. Các bạn thấy cây này nó ra nụ khiếp lắm các bạn ạ. Ngày hôm nay thì cái củ của nó mình thấy là méo chậu luôn nè. Cái này chắc là mình hà nhánh chiết xong rồi mình... Đó, chậu nó nặng. Mình... Cái chậu lớn về chậu sim, cầu chậu này nó bằng chậu 10 rồi. Mà mình đôn lên cái này bằng này chất chồng nữa nè. Mà mình mới tưới ướt đẫm nè. Cái này là chắc rễ nó ăn xuống tới dưới thì mình thấy móp chậu luôn. Đó, hoa của nó các bạn thấy. Đó thì là cái cây chiết nha các bạn nha. Thì cái cây chiết là các bạn cũng thấy, mình cũng nói là chiết sau 2 tháng thì nó có rễ, nhưng mà lúc mình hạ nhánh chiết thì tàn tược của nó là nó vẫn khỏe nha các bạn nhé. Thì nó phát triển luôn, nó có rễ, nó phát triển được luôn. Những cái nhánh chiết là cái ưu điểm của nó là đó là như vậy các bạn. Ưu điểm của nó là những cái nhánh chiết này là nó có rễ, rồi tàn tược của nó mình trồng xuống là nó phát triển ngay luôn nha các bạn nhé, tươi xanh tươi luôn. Đó, nhưng mà cái nhược điểm của nó là bây giờ nó chưa có đâm tược. Đó, nó là vậy thôi. Đó, cái ưu điểm thì nhánh chiết ngon lành, tược thì chưa ra. Rồi, nói về cái cây này thì đó, sau 2 tháng này các bạn thấy không, rồi tược nó bắn ra thấy đá không, mà thiếu điều là nó cũng ra tim nụ luôn rồi nè. Đó, này cũng ra tim nụ. Mình nói cái cây này nó xiên nụ lắm. Cặp này nè, cái này cũng 7 nhánh chiết, còn này 7 nhánh xả. Rồi thì các bạn thấy là cái ưu điểm của cái cây này thì là giờ này tàn tược nó ra vậy rồi. Đó, là nó sẽ ra trước cái cây này là hơn 2 tháng nha các bạn nhé. Cây này giờ mình xả thì bắt đầu nó mới ra chồi ra tược. Còn cây này thì nó ra, giờ này nó ra nó chuẩn bị có tim nụ rồi. Đó, thì cái ưu điểm của nó là nó ra tàn nhánh trước. Còn cái khuyết điểm của em nó các bạn thấy nè. 7 cái này nè. Bây giờ là chưa có rễ đâu nha các bạn nhé. Bây giờ nó là chỉ có lấy ở trong thân nó ra thôi. Để cái này là chắc cái này có rễ nè. Lá của nó to lên mà nó xanh bóng lên là bắt đầu có rễ nha. Còn mấy cái này là chưa có rễ đâu. Đó. Cái khuyết điểm của em nó là nó hiệu quả nó kém. Nó kém đủ thứ các bạn. Nó kém cũng như là mình... dâm 7 nhánh đi thì cái này may ra thì nó cũng được 7 nhánh nè. Đó. Còn nó kém cái nữa là nó, các bạn thấy cái thân của nó không? Nó dồn lên để nó nuôi cái lá cái tược nó ra nè.
mà nó chưa có rễ đâu nha, tại nó lấy cho thân nó nuôi cho nên là nó, các bạn thấy cái màu của nó là thấy nó đâu có được tươi xanh tươi đâu. Đây, còn cái nhánh của nó là các bạn thấy không? Đó, cái này là mình hạ này, xuống đây. Đó, nhánh của nó xanh mà nhìn nó khỏe. Còn cái thằng này thì đó. Nhưng mà trồi tược của nó ra không được nhiều đâu các bạn ơi, nó cứ một tược nó ra. Thì cái này nó ra hai tược nè. Nó ra hai tược nhưng mà nó cũng bị tèo hết từng tược. Còn tược nó lên thôi. Cái rất yếu luôn, cái này nếu mà mình chăm sao cho nó khỏe thì mai mốt mình mới xả tàn, nó mới nhân tàn nhanh nhánh nha các bạn ấy. Mà nói chung ra mấy cái nhánh xả dâm nè, với lại mấy cái nhánh chiết nè, mình chiết để cho nó có chiết, để cho nó hạ xả tàn thôi các bạn ơi. Chứ còn thật sự ra mình khoái chiết mỏ vịt, khoái chiết cung á. Đó, mình chiết nguyên một cái cung nó thì nó bộ mới mau chơi cái cây zin đẹp mà mau sớm các bạn ạ. Còn mấy cái nhánh này mình xả tới xả lui nhiều lần lắm rồi thì sau này nó cũng đẹp, nó ra một cốt cũng đẹp nha các bạn nhé. Đây là cái cây nè. Đó, mình thích ghép vô mấy cái mà một cốt vậy nè, nó đẩy bo khỏe lên, xong rồi nó liền cốt cái mình chiết xuống, nó ra nguyên một cung. Đó, còn những cái cây mà đây, cái này chiết bỏ vịt nè các bạn, lâu lắm rồi nè. Đó, lên xong cái xả tiếp, giờ nó lại lên nữa, các bạn thấy nó lâu không? Còn những cái cây mà mình chiết nguyên cung á, trong vòng mấy tháng thôi nó lên. Mình cũng thường xuyên quay mấy cái chiết cung cho các bạn xem á, lên đá cực kỳ luôn. Rồi hôm nay mình lại quay tiếp hai cái cây này cho các bạn xem. Đó, thì những clip trước thì mình cũng đã chiết, rồi mình xả nhánh, rồi mình dâm nhánh. Đó, thì mình cũng quay làm mấy giai đoạn rồi. Thì hôm nay là nó được 3 tháng rồi các bạn. Tại hôm nọn giờ hoa nó cứ ra liên tục à, nên là vừa rồi hoa nó ra nhiều lắm, nên mình cũng chưa nỡ hạ nó. Đó, đây là tìm những cây cánh hoa nó bị rụng đó các bạn. Thì hôm nay là nó được 3 tháng rồi, mình sẽ hạ nhánh chiết nó. Thường là nếu mà khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng mình hạ nhánh chiết thì cũng được rồi các bạn. Nhưng mà tại vì tiếc với hoa cho nên là thôi kệ, để chơi xong cái đợt hoa này rồi mình mới hạ nhánh chiết. Còn đây là cái cây mình xả nhánh để dâm nè các bạn. Đó, các bạn thấy là 3 tháng sau nó cũng đã ra hoa nè. Đây là những cái nhánh dâm của nó. Thì nó, các bạn thấy là cái nó có cái ưu điểm và cái nhược điểm của nó, thì cây nào nó cũng có các bạn ơi. Đây là mấy cái nhánh mà mình dâm, 7 nhánh của nó nè, bị chết hết nhánh. Còn 6 nhánh thì vừa rồi nó cũng bị rụng hết, 2 nhánh nó bị rụng hết lá. Còn mấy cái nhánh chết nè các bạn thấy không, nó rất sung mà nhìn là nó thân của nó đã tràn đầy sức sống luôn, nó có rễ nó nuôi mà. Còn mấy cái nhánh xả dâm thì không có. Đó, nhưng mà cái nó được cái ưu điểm của nó là hôm nay nó tập trồi tược của nó ra hoa, ra hoa rồi. Còn như mấy thằng chiết này thì trồi tược của nó chưa có đâu. Đó, bây giờ mình xả thì nó mới ra trồi ra tược các bạn ạ. Nói chung ra thì cái cây nào nó cũng có cái ưu điểm và cái nhược điểm hết các bạn. Đó, thì mình có muốn chiết hoặc dâm thì mình cũng tùy theo mình lựa chọn nha các bạn nhé. Rồi bây giờ mình đem nó xuống như kia, mình hạ nhánh chiết rồi mình mở be cho các bạn cùng xem. Rồi cả nhà ơi, mình đã đưa hai em nó lên trên này rồi. Đó, nọn giờ hai em nó nằm ở dưới lan can, ở dưới lầu 1 á. Mai đưa lên tới lầu 3 rồi. Nay là mình lên trên này mình làm cho nó đỡ ồn các bạn nhé. Ở dưới kia nó ồn lắm. Với lại như đó nó không chật chội. Thì mình các bạn thấy là cái cây này lúc mình chưa xả tàn, nó các bạn thấy bộ tàn của nó vươn lên, nó đâu có đẹp đâu. Nhưng mà bây giờ sau một thời gian mình xả tàn thì giờ hôm nay là nó đã nhân nhánh này nha các bạn nhé. Những cái tược mà mình chừa lại nè, đây tược nè nó cũng đã phát triển rồi. Hoa nó sau 3 tháng nó cũng ra hoa rồi các bạn.
Đó, hai cây này mình thương cái là nó xuyên hoa vô cùng. Rồi bây giờ cái này mình sẽ xả nhánh chết nha. Mình tháo kém mình xả nhánh chết, nọn giờ mình cũng vẫn vô kém nó để mình chịu nó nè. Đó, xả xong rồi mình nhúng nó vô cái Atolip luôn. Đó, rồi khoảng 2 ngày sau mình trồng lại các bạn. Rồi xong rồi cả nhà ơi, thì mình cắt xong rồi mình nhúng vô Atolip luôn nha. Mình nhúng vô cho nó đấm luôn. Rồi mình để khoảng 2 ngày sau mình trồng lại là ngon lành rồi. Thì 2 ngày sau là nó sẽ hút hết cái nước ở trong này đi, rồi mình trồng là ngon lành luôn nha các bạn nhé. Còn nếu không thì các bạn để 1 tuần hoặc 2 tuần trồng cũng được. Cứ cái này khi nào mà thấy nó khô rồi mình nhúng nước, khô thì nhúng nước vậy thôi. Rồi còn cái này là các bạn thấy nè, tàn tơ của nó là các bạn thấy là nó không ra nổi nhá, nó còn những cái nhánh lớn là nó không thể nào mà phát triển được những cái tược nhỏ nhỏ này đâu. Đó các bạn thấy như cái cây này thì nó còn phát triển ra nè, đây nè, đó cái tược mình chừa lại nó còn phát triển ra nè, đây nữa nè, tại vì mình xả ở đây thì trong cái thời gian nó chờ đợi để nó nuôi tiếp cái này thì nó nhảy ra nó nuôi mấy cái cành cái này, cho nên nó được chớn nó lên luôn đó các bạn. Cái cây này rồi cũng vậy thôi, thì trong cái thời gian mà mình đang còn để tàn tược của nó thì nó không lên nổi. Bây giờ mình hà đi một cái là nó sẽ bắn lên. Đó các bạn thấy là cái nhược điểm của cái cây này là nó thua cây này là cây này giờ nó ra tược rồi nha các bạn nhé. Đó nhưng mà cái ưu điểm của nó thì nó có những cái nhánh chiết hoặc to khỏe. Còn thằng này á, thì cái ưu điểm của nó là tàn tược nó ra ngon lành rồi, ra trước thằng này, nhưng mà những cái nhánh chiết của nó thì thê thảm lắm các bạn ơi. Không biết là chăm biết nó có sống nổi không thôi. Đó các bạn, nếu mà cân nhắc thì các bạn theo muốn cho tàn tược ra sớm thì xả dâm, còn muốn cho cái những cái nhánh mà chết nó ngon lành thì mình chết nha các bạn nhé. Rồi để chắc hai bữa nữa mình sẽ trồng lại cái này, rồi ít nữa chắc mình làm clip tiếp cho mình coi bồ đế nó sao, mình quay cho các bạn xem mình sang trồng hai cái này luôn nhé các bạn xem nhé, hoa của nó ra.